Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ thì đầu tư cổ phiếu tại Techcom Securities, cái giao dịch cổ phiếu là dễ nhất dành cho anh chị và các bạn. Đây là một cái màn hình, là cái website của Techcom Securities và giao dịch ở trên mobile thì cũng sẽ tương tự như thế này. Bây giờ thì Hòa sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cách để các anh chị các bạn mua một cái cổ phiếu ở trên ứng dụng TC Invest của Techcom Securities anh chị nhé. Anh chị sẽ vào cái phần menu cổ phiếu này, sau đó vào phần đặt lệnh cổ phiếu, đúng không ạ? Ở đây thì anh chị sẽ chọn là gì, lệnh thường hoặc lệnh 247 hoặc lệnh điều kiện. Cái lệnh thường là gì, là chúng ta đặt trong ngày, còn lệnh 247 là lệnh chờ, chúng ta có thể đặt trong một tháng. Và lệnh điều kiện chính là cái lệnh mà chúng ta đặt theo các cái điều kiện mà chúng ta đặt trước, ví dụ đặt các điều kiện về giá, về P trên E đó, rồi đấy là cái lệnh gọi là lệnh stop loss mà tôi hay gọi là quen quen đấy anh chị qua ạ. Thế tôi hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cái lệnh thường nhá, dễ thôi, trong ngày. Đây là cái phần nhập mã cổ phiếu, chúng ta phải nhập cái mã cổ phiếu để chúng ta mua. Anh chị các bạn có thể nhập một cái mã ví dụ như ngân hàng Techcombank là TCB, đúng không ạ? Bây giờ đến cái phần thứ hai là phần tiểu khoản, đó là tiểu khoản là tài khoản thường hay là tài khoản ký quỹ. Tài khoản ký quỹ này chính là tài khoản vay đấy ạ. Đó, còn tài khoản thường thì tức là tài khoản không vay anh chị các bạn nha. Đấy, nếu mà anh chị muốn mua trên tài khoản ký quỹ vay margin thì anh chị phải chuyển toàn bộ tiền của mình sang tài khoản ký quỹ bằng cái mục là mục chuyển tiền ở dưới này này. Đây này. Đấy. Anh chị sẽ chuyển sang tài khoản margin để mua. Bây giờ thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giao dịch trên tài khoản thường thôi, đúng không ạ? Bây giờ đến khối lượng giao dịch thì chúng ta sẽ đặt là tối thiểu là 100 và bội số của 100. Tức là gì? Đây là quy định của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chị các bạn nhé, phải tối thiểu 100. Và cái giá đặt là gì? Là trong cái khoảng giá trần và giá sàn. Và cái bước giá là từ từ 0 đến 9.990 đồng, tức là bước giá là 10. Từ 10.000 đến 49.950 đồng thì là 50, và từ 50.000 trở lên thì bước giá là 100. Chị bạn nhá. Đó. Ví dụ như cổ phiếu Techcombank thì chúng ta sẽ đặt bước giá nó sẽ là 100. Giả sử bước giá nó sẽ là 100 thì bây giờ mình sẽ đặt là 50. Đúng không ạ? 50.000. Đấy, đặt 50 thôi. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cần là đặt mua là xong. Nếu anh chị muốn đặt theo giá thị trường ấy, đây này, thì anh chị có thể đặt lệnh MP, tức là gì? Nó đang khớp với giá thị trường là 50.8 thì lệnh sẽ khớp luôn, đúng không ạ? Là mình mua theo giá thị trường đấy. Nó rất là dễ. Người ta đang bán với cái giá tốt nhất ở trên thị trường như nào thì khi anh định vào lệnh MP là mua được luôn. Còn lệnh giá là ATC với ATO, là ATO là lệnh tại mức giá mở cửa, ATC là lệnh tại mức giá đóng cửa, tức là 15 phút đầu và 15 phút cuối anh chị các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lập cái lệnh là LO, tức là mức giá mà do mình muốn nhập, thế thôi. Sau mình đặt mua. Hiện tại thì tài khoản của mình là không có tiền đó, chỉ có 458 ngàn thôi nên là không mua được đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đặt mua là xong, xong nhập cái mã IOTP chị các bạn nhé. Thì nhập cái mã IOTP thì chúng ta lấy ở trên cái ứng dụng TC Invest đó. Nếu anh chị nào chưa cài thì cài ngay cái ứng dụng đó, lấy ở trên cái màn hình góc phải phía dưới cùng thì nó sẽ có cái IOTP để lấy chị các bạn nhé. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn cách thức để mà giao dịch mua bán cổ phiếu tại công ty chứng khoán Techcom Securities TCBS rất là dễ và đơn giản, đúng không anh chị các bạn? Chúc các anh chị và các bạn đầu tư may mắn và thành công. Và nếu anh chị và các bạn muốn xem nhiều hơn các video hơn nữa thì hãy ấn vào nút chuông và ấn vào đăng ký kênh anh chị các bạn nhé. Hoặc còn rất nhiều các video khác anh chị các bạn ạ. Nếu mà anh chị và các bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy like một cái để mà YouTube người ta lan tỏa cho rất nhiều người hơn nữa chị các bạn nha. Xin chào anh chị và các bạn.